Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe nhắc cho chúng ta một mầu nhiệm trọng tâm của đạo, đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ai nghe các điều răn Thầy truyền và tuân giữ, ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Đấng phù trợ là Cha Thầy, mà cha thầy sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói. Quả thật thưa bà anh chị em, là những người Kitô hữu, là những người được ở và gia nhập vào gia đình tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngôi Thiên Chúa đều tuôn đổ tình yêu của Ngài và chăm sóc con cái của Ngài. Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với con người. Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài người để dạy cho con người những lận truyền hướng về sự sống vĩnh cửu. Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai đến nhân danh Đức Giêsu để dạy con người hiểu sâu hơn về lận truyền của Thiên Chúa. Quả thật, được sống và liên kết với Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao cho con cái Thiên Chúa. Vì vậy, thái độ đối xử đúng nhất của mỗi người Kitô hữu với Chúa Ba Ngôi là nghe các giới răn Thầy truyền dạy và tuân giữ. Vì thế, để tỏ mình yêu mến Thiên Chúa và được Ngài yêu mến, tỏ mình ra và được ở trong Ngài. Để được như thế, chúng ta sẽ được mời gọi ở trong tay Chúa, để được ở với Chúa, để được Chúa cư ngụ trong tâm hồn. Điều đó chắc hẳn là điều Thiên Chúa muốn, và đó là cùng đích và cũng là điều chúng ta muốn trong đời sống đức tin và không ngừng theo đuổi mỗi ngày. Đó cũng là một trong những ý tưởng nổi bật trong tin mừng Thánh Gioan hôm nay. Những môn đệ của Đức Giêsu khi biết Ngài đã muốn đến và ở lại với Ngài,
Và Chúa Giêsu đã kêu gọi trước tiên những ai biết Ngài hãy đến ở lại và xem những gì Ngài làm. Tin mừng hôm nay cũng muốn mời gọi mỗi người chúng ta đến ở lại trong tình yêu của Ngài. Ai yêu mến ta, ta sẽ yêu mến người đó và sẽ tỏ mình ra cho người đó. Như chúng ta biết, trong Cựu Ước, đền thờ được quan niệm coi như là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Nhưng với Chúa Giêsu, đền thờ Thiên Chúa từ nay không phải chỉ là đền thờ vật chất, nhưng chính là đền thờ tâm hồn của con người. Từ nay, nhờ phép rửa, người Kitô hữu trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Nhưng sự hiện diện ấy của Thiên Chúa, người Kitô hữu chỉ cảm nhận được khi họ thật sự yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ các giới răn của Ngài nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện ấy, người Kitô hữu chỉ có thể làm lan tỏa ra chung quanh bằng việc tuân giữ các giới răn của Đức Giêsu, nghĩa là sống theo Ngài, sống với Ngài và sống bằng chính sức sống của Ngài. Qua việc sống theo sự hướng dẫn của giáo hội, nhất là siêng năng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, đặc biệt các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở mỗi người Kitô hữu về sứ mệnh làm chứng cho sự hiện diện của Chúa nơi trần thế. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách làm chứng cho sự hiện diện ấy, đó là khi chúng ta tuân giữ các giới răn của Ngài. Và chúng ta cũng được mời gọi mỗi ngày sống như thế nào để sự hiện diện của Chúa không chỉ giới hạn nơi các nghi thức hay nơi nhà thờ, mà còn được thể hiện bằng cả cuộc sống trong tương quan với nhau, để khi người bên ngoài nhìn vào, như khi họ nhìn vào cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi trong sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta đã biết, họ phải thốt lên rằng: kìa, xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Vì vậy ước mong sao mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống, và cố gắng làm cho những người xung quanh cũng cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa qua mỗi người chúng ta. Và như thế là chúng ta đang trở nên những khí cụ, là cánh tay nối dài và là chứng nhân tình yêu, góp phần vào việc đẩy lùi những hận thù, ghen ghét và chia rẽ vẫn đang diễn ra quanh chúng ta.